xin chào anh em, mình đã quay trở lại ở đây. Và hôm nay để tiếp tục cái series mà tuổi thơ dữ dội của mình thì mình sẽ chơi cái trò mà ngày xưa mỗi cái dịp gần Tết là anh em mình rất hay chơi những cái trò như thế này. Que diêm thống nhất huyền thoại, một thời anh em hay chơi. Thì cái trò này thì chắc chắn là cũng nhiều anh em đã từng chơi rất nhiều rồi. Thì mỗi vùng lại chơi một kiểu, nhưng mà ở đây mình sẽ giới thiệu cái trò mà bọn mình ngày xưa hay chơi, với nguyên bản là làm từ những vật liệu như thế này. Thì video này là video giới thiệu thôi, không phải là video hướng dẫn làm anh em nhé. Tại vì cái này thì nó cũng thực ra là cũng không phải là xa lạ gì, đối với một số anh em thì đã chơi rất nhiều rồi. Thì ở đây mình chỉ nói về cái cách chơi ngày xưa của mình hay chơi như thế này thôi. Thì trò này mình cũng không biết có từ bao giờ, thì chỉ biết là 2000-2001 gì đấy thì anh em mình ngày đó là đã chơi cái trò như này rồi. Ok, về phần nguyên liệu thì mình thứ nhất là mình phải có một cái lan hoa xe đạp hoặc xe máy này. Ở đây mình có lan hoa xe máy đây. Thì hoặc là những vật liệu tương tự mình cũng có thể làm được. Chỉ cần có lỗ như thế này. Đó, đây. Và tiếp theo là mình có những cây đinh như thế này. Thì mình sẽ dùng đinh. Đinh nào mà vừa nhỏ, độ to độ nhỏ là vừa mấy cái lỗ này nhé. Mình dùng đinh vừa mấy cái lỗ như thế này. Đó. Đó là hai cái vật liệu quan trọng nhất để tạo nên cái này. Và tiếp theo là mình phải có cả diêm nữa này. Tất nhiên là phải có diêm rồi. Và mình có thể làm thêm những cái cán bằng tre hay bằng gỗ như thế này để cầm cho nó chắc tay và có thể mình dễ chơi hơn nhé. Khoảng những năm 2006-2007 thì mình chơi mình đã cải cách lại một chút về cái đinh này. Cái đinh này thì mình đã cải tiến lại một chút đây. Về cái đinh thì mình đã cải cách lại một chút để cho có hiệu quả hơn ấy. Thì đinh mình sẽ mài theo hình nón cụt nhé. Nón cụt có nghĩa là ở phía đầu là vẫn có một mặt phẳng này. Và mình hơi vát các cạnh này, xung quanh này. Đó. Thì khi mà cái hình nón cụt này thì mình vừa có mặt phẳng vừa có mặt nghiêng. Cho nên vừa có độ nén và vừa tạo cho diêm nó dễ cháy hơn, thì nó sẽ gây được tiếng nổ to hơn bình thường. Đây, và bây giờ mình sẽ thử luôn cho các bạn xem. Ở đây mình dùng một cái lò xo bút bi để mình giữ cái đinh lại nhé. Không để đinh nó văng đi linh tinh được. Mình phải giữ cái đinh lại bằng lò xo hoặc là có thể là dùng dây buộc. Nhưng đây mình dùng lò xo cho gọn này. Ok, và bây giờ mình sẽ chơi thử cái trò này xem là nó sẽ nổ to như thế nào nhé các bạn. Hay mình sẽ dẹp mà những cái này sang một bên. Cái này thì chỉ cần 2 que là đủ. Mỗi lần chỉ cần tối đa khoảng 2 que là đã đủ để cho có một tiếng nổ lớn rồi. Đó, như các bạn thấy đây. Nén khá chặt cái diêm vào trong này rồi. Mình cố định lại cái đinh này thôi. Cố định thẳng thật thẳng để mình chơi nhé. Và sau đây mình sẽ test coi nó nổ to đến đâu nhé. Xem cái thiết kế của mình nó có hiệu quả không nhé. Ơi điếc tai các bạn. Cong này. Cong luôn cả cái que của mình rồi này. Nó khá rát các bạn. Đó, chỉ cần một cái đinh mình cải cách lại cái đinh này thôi là có thể nổ rất hiệu quả này. Cháy hết thuốc nha các bạn, cháy hết thuốc này. Không còn tí thuốc nào luôn này. Đó. Cháy hết thuốc luôn. Nổ rất to. Chỉ mỗi lần chỉ cần mất 2 que diêm thôi, chỉ cần tốn 2 que diêm thôi, không cần phải tốn nhiều diêm. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Nhớ like và chia sẻ video nhé. Nhớ đăng ký để ủng hộ mình nhé. Ok, xin chào các bạn.